Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Đấy, trong buổi trưa chiều ngày hôm nay thì em có giới thiệu với các bác một mẫu vang số nhưng mà hiệu chỉnh là cơ. Đấy, vang số nhưng hiệu chỉnh là cơ. Đấy, đây là một sản phẩm của CAF. Đấy, úi dồi ôi, các bác nhìn này, rất chuyên nghiệp đúng không? Tặng theo một đĩa phần mềm này. Đấy, quà tặng theo một đĩa phần mềm này. Đấy, phiếu bảo hành công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam đấy. Pro Audio System đấy. Các bác có thể quét cái QR code này đấy. Tạm dừng thì các bác bấm tạm dừng, xong là đưa iPhone lên vào phần camera tự động sẽ quét đấy. Đây nhá, trung tâm dịch vụ khách hàng này, địa chỉ luôn đấy. Hôm nay ông quay luôn cả địa chỉ cho các bác xem là trong này có phiếu gì không, xem là trong này có thư tờ gì không đấy. CAF đấy. CAF cá heo AV Việt Nam logo cứng đấy. Đây là phiếu bảo hành này đó các bác nhé. Đấy, các bác lấy hàng em sẽ điền thông tin của khách hàng này đấy. Còn phiếu này là không biết cái phiếu nào, phiếu liên dành cho đại lý này, phiếu dưới này giữ là đại lý này, trên này là sẽ cung cấp cho các bác này đấy. Ok được rồi, ok đấy. Bây giờ sẽ giới thiệu những sản phẩm trong buổi trưa ngày hôm nay đấy. Một dây nguồn tặng theo một cáp kết nối với máy tính đấy, USB, một remote, cái này tiếng Anh là remote, em hay gọi điều khiển. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Em sẽ unbox, sẽ bóc tủ bóng ra, xong đầu là đặt lên sẽ đăng luôn cho các bác nghe thử nha. Đây là các bác này. Đấy, sau khi mở ra thì trên nóc sản phẩm là có thông tin luôn nhá. Đấy, cái thông tin này nó rất là quan trọng này. Đấy, các bác nếu dùng điện thoại thì các bác đưa quét mã này cái ra ngay. Và đây là cái phần kích hoạt bảo hành điện tử này. Đấy, website cf-cf.vn. Đấy, và đây là tem bảo hành của công ty. Đấy, tem bảo hành điện tử nhá. Đấy, các bác cào đây này, cào đây, bây giờ em sẽ cào này, em sẽ có số ở đây luôn. Đấy, cào nó có số luôn. Và phần trên nóc này cào nó cũng có số luôn. Đấy, bây giờ em chưa cào vội. Đây là hàng này về là mẫu và thử. Thì mẫu này là cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, thì hôm nay em bắt đầu là mới lấy mẫu này về bán thử. Cái này chỉnh rất là dễ thôi, mà rất là hay luôn. Cái này em cảm thấy là tiếng nó hay nhất nhì luôn, không nhất nhì luôn. Đằng sau là có cổng tín hiệu đầu vào là BGM, AUX, MIDR, MIDR, Canter và SUB. Đấy, cổng cắm bên đằng sau. Ở đây là cửa ra Canon chuyên nghiệp này, có MIDR, MIDR, Canter và SUB, cộng với cổng vào là Optica, cáp quang Sono này. Đấy, các bác nhìn lên Sono này. Đấy, đây là cổng nguồn vào này. Đấy, rất là chuyên nghiệp đâu. Đấy, thiết kế vô cùng đơn giản và cực kỳ tiện lợi, cũng nhẹ thôi, đâu đó nó khoảng tầm hơn 3kg một tí. Thì em hướng dẫn qua cho các bác nhé, hướng dẫn qua cho các bác cái phần tinh chỉnh music và mic. Về con này thì nó rất là hay, nó có rất là nhiều các cần tùy chỉnh âm lượng đây, tùy chỉnh tần số đây. Đấy, các bác là tần số là 57Hz là siêu trầm này, trung trầm này, trung này, trung tép này. Đấy, siêu trầm này, trung trầm, trung này, hai phần trung âm này, trung tép, tép hai phần này và siêu tép này. Đấy, đấy, trung tép tầm thấp, đây là phần trung tép tầm cao. Tức là các cái tần số nó hay bị rú rít với các loại loa gióng ấy, thì là các bác cứ giảm cho em cái tần từ 6,3kHz các bác giảm đi. Giảm ở cái này là các núm voi, núm vô cực, vặn vô cực, vặn quay tròn. Các bác giảm đây, cái này trên màn hình nó sẽ giảm theo. Đấy, rất là chuyên nghiệp, rất là hay. Đấy, các bác tăng giảm đây tự động nhớ hết mà, có model nhớ hết. Các bác có thể kết nối USB, đấy, kết nối máy tính. Đây nó có 3 núm điều khiển là effect, mic và music để cho các bác cắm vào kết nối điều khiển cắm USB này, kết nối này. Đấy. Đây, công tắc FBE playback và extender nâng tiếng. À, rất hay luôn, không phải xe máy đâu nhé, nâng tiếng. Effect, mic, music 3 chế độ lựa chọn. Các bác bấm vào effect này thì nó có tận 6 chế độ echo và
6 chế độ eco để vào mic này thì tận 6 chế độ. Và mic music này cũng vậy, cũng 6 chế độ, rất là hay luôn. Ok thì lát nữa em sẽ cắm vào và tùy chỉnh cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Và cái phần music là tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cần đúng không? Và phần mic cũng vậy. Đấy, mic này rất là hay. Coi như nó lấy nguyên cái hệ số của vang số thôi, 7 trên 7. Sau đó là áp dụng vào chỉnh cơ. Nhưng các bác đưa tôi biết là vặn quay tròn luôn, quay vô cực luôn, không có điểm dừng. Và vặn cái này trên màn hình là sẽ hiển thị tăng giảm âm lượng là bao nhiêu, đấy rất là hay luôn. Đó ok, bây giờ sẽ set up lên cho các bác nghe thử nha. Đây là cái đồ xong rồi này, đúng này. Ví dụ bất chỉnh núm đây này, tự động sẽ hiển thị lên đây. Vặn núm effect này là tự động tăng giảm, đúng không? Rất là hay đúng không? Đấy, xong là phần bass, nghìn tép, dưới là mic, trên là music. Và đây là đua echo AV, hai kênh echo riêng biệt. Đấy, còn các bác về mà muốn chọn cửa đầu vào thì các bác bấm nút Xenter này, tự động nó sẽ tùy chọn những cửa đầu vào, gồm có là BGM này, AUX, Spin tức là Opica, cấp quang và có một cổng nữa để em bảo này. Đây cho các bạn chờ một chút. Vào vùng giữa này, Spin này, Bluetooth. Bây giờ em đang phát trên iPhone vàng này. Để em sẽ mở cho các bạn xem nhé. Rất hay luôn. Còn các bác mà không thích nghe trên iPhone thì các bác bấm giữ này thì nó sẽ tự động chọn cửa đầu vào. Đây là cắm từ TV này. Đấy. Và có cái điều khiển, nó các bác có thể bấm trên điều khiển nên em sẽ quay cho các bác xem cái điều khiển. Đây mặt form của chiếc vàng này, AFA5 này, AE cái chữ A5 này, playback căn hú Xenter nâng tiếng này, hiện tại đang mở này. Đấy, và đây là phần effect này, mic music. Đấy. Các bác muốn tùy chỉnh mic music thì các bác bấm tương tự luôn, bấm effect này là cho nháy đèn, nhưng bấm vào Xenter là tùy chọn vào trung tâm điều khiển master. Các bác bấm Xenter hoặc FX để thay đổi tiếng hoặc lùi. Đấy, đang ở 3 nhé, hoặc này thì phần 2, phần này nữa 1 này. Đấy. Ở đây music cũng vậy, music mic cũng vậy. Các bác bấm Xenter, sau đó sẽ vào trung tâm điều khiển. Đấy, thì các bác về tự điều khiển được full, tức là chỉnh tay full chức năng luôn, không cần phải máy. Đấy, rất là hay luôn ha. Bấm này. Đấy. Rất chi tiết đầy đủ luôn cho các bác, đủ ăn chơi. Đấy, và các bác cái này tự động nó lưu nhé, màu đen tự động lưu. Các bác tăng giảm âm lượng là nó sẽ có tác dụng này. Núm vặn là vô cực. Ví dụ bây giờ em tăng giảm giải tép đi. Giảm núm 16 này, các bác chỉ cần hơi nhích một tí thôi, xong bắt đầu vặn núm effect này thì là tự động nó sẽ giảm trên cái màn hình này. Đấy, tép nó sẽ tối, vặn đi giảm đi sẽ tối này. Đấy, tăng lên nó sẽ sáng lên này, tép nó đánh sẽ tanh tách rất là hay. Đấy, cắt tần số rất khoan nhé, không phải là cắt chung đâu, còn này cắt rất khoan luôn. Đây nhá, tần số hiện tại em đang chỉnh đây là 16 kHz này đó. Nên bây giờ em sẽ chỉnh sang cái cần 63 kHz này. Đấy, cái cần này là nó tiếng hơi xé, nó nghe cái bên này giảm đi nhé. Đấy, bây giờ sẽ tăng lên. Đấy, các bạn nghe thấy rõ không? Đấy. Tức là con này cắt nó rất khoan và cắt rất là đúng góc luôn, là 1 kHz này. Đấy, chỉ cần hơi tinh chỉnh đi thôi, xong bắt đầu giảm là chúng ta vặn tăng giảm đây, giảm đi. Đấy, tăng lên này, tiếng nó nghe rõ công cộng. Nghe rõ tiếng nói luôn, đúng không? Đây là trên phần chỉnh mic thì nhạc này nó có liên tục này các bác, tùy chỉnh rất là dễ. Đấy. Còn nữa phần và đây là phần music này, cái mic này các bác thì rũ tầm nào các bác đoán tầm, xong bắt đầu tăng giảm vòng tay này hoặc này là các bác khẽ giảm đây, xong là vặn thêm cái núm này nữa cũng được, ok không sao cả. Đấy, rất là hay đúng không? Và có cổng USB ngay trước mặt, mỗi cái điểm yếu này hơi ghét tí. Mặt form rất là đẹp nhưng mà không có lỗ cắm mic là cắm đằng sau và đây. Đây là mặt sau này.
súp hiện tại em đang cắm cửa súp bằng cổng AV này, điện cái ô dây này, đấy, công tắc nguồn cũng đằng sau này. Rồi ok, hẹn các bác trong những video giới thiệu một số dòng siêu phẩm lần sau nhé. Con này nghe tiếng hay quá, giờ cứ muốn nghe. Các bác ở nhà có điều khiển bấm một cái là kết nối điện thoại, bấm cái kết nối TV rất là hay luôn.